Từ con gà cân gạo đến những cọc tiền xếp đầy túi. Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị cáo buộc có hành vi đưa hối lộ nhiều lần trong 10 năm với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Kết luận điều tra nêu chi tiết những lần bà Nhàn đưa tiền cho một số cán bộ ở tỉnh Đồng Nai bằng những cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Đơn cử bà Nhàn đã 6 lần đưa tiền cho cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, Trần Đình Thành với tổng số tiền là 14,5 tỷ đồng. Trong đó lần đưa nhiều nhất là 5 tỷ đồng, gồm 10 cọc 500.000 đồng xếp vừa đủ vào một túi du lịch đã qua sử dụng hình chữ nhật màu xám đen có quai sách. Đây là những thông tin ở giai đoạn kết luận điều tra, chúng ta chờ vụ án tiếp tục được làm rõ trong quá trình tố tụng tới đây. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chúng ta được biết rằng các bị can như cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã khai báo thành khẩn, mỗi người tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng đã nhận từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và người của công ty AIC trước khi bị khởi tố. Những thông tin trên khiến nhiều người giật mình, thậm chí choáng váng vì số tiền khủng mỗi lần các bị can đưa và nhận hối lộ, tính ra nó bằng tiền lương cả cuộc đời đi làm của một cán bộ bình thường. Ở đây, hành vi tham nhũng theo như cáo buộc liên quan đến một dự án hết sức nhân văn và tốt đẹp là xây dựng bệnh viện để cứu chữa các bệnh nhân, trong đó có các bệnh nhân nghèo. Với một dự án ý nghĩa lớn như vậy, nhưng một số cá nhân kể cả lãnh đạo cao nhất của địa phương vẫn để tay nhúng chàm. Rõ ràng tội phạm về tham nhũng không chỉ gây ra những thiệt hại về mặt kinh tế, mà còn ảnh hưởng xấu đến quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, xã hội của Đảng và Nhà nước. Dõi theo một số vụ án vừa qua, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là vụ án đầu tiên số tiền đưa nhận hối lộ theo cáo buộc lên đến nhiều tỷ đồng. Chẳng hạn như vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng xét xử sơ thẩm hồi tháng 7 vừa qua, một số bị cáo cũng đã tham nhũng tiền tỷ. Trong loạt vụ án liên quan kit xét nghiệm Việt Á, chỉ đơn cử trường hợp ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương đã bị cáo buộc nhận hối lộ 27 tỷ đồng. Liên quan vụ án chuyến bay giải cứu, điều tra ban đầu cho hay có những chuyến bay thu lợi vài tỷ đồng, số tiền tiêu cực có thể lên tới hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la. Trên đây chỉ là một vài vụ án nổi bật trong số các vụ án vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp được điều tra xử lý theo quy định pháp luật và đưa ra trước ánh sáng, công luận trong những năm qua. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lại được thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả như thời gian gần đây. Để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công cuộc đốt lò đã được thực hiện theo đúng tinh thần, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các cấp có thẩm quyền cũng thẳng thắn, nhìn nhận về những điểm còn hạn chế tồn tại đơn cử như tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo trá, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng tiêu cực vẫn là một trong những kẻ thù hung ác, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, một trong những thách thức đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta hiện nay là nếu như trước đây tham nhũng chỉ đơn giản là hành vi ăn cắp vặt, nhận phong bì, lợi ích vật chất nhỏ, tính chất riêng lẻ, đơn giản, manh mún thì nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tham nhũng đã biến hình, khoản tiền tham nhũng ngày càng lớn hơn, hành vi có tính cấu kết, nhiều vụ có tổ chức, có biểu hiện nhóm lợi ích. Xin dẫn ra đây một câu chuyện làm ví dụ cho nhận định khoản tiền tham nhũng ngày càng lớn hơn. Trên trang cá nhân của mình, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc kể về một vụ từng được coi là án điểm về tham nhũng vào khoảng cuối năm 1970. Lúc đó, cơ quan chức năng phát hiện một cán bộ phó phòng của vụ vật tư, thiết bị thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa vào chỉ tiêu cung ứng thiết bị cấp cho xí nghiệp in công tư hợp doanh một máy phát điện 50 kW. Đổi lại, ông giám đốc xí nghiệp mời cán bộ phó phòng này đi nghỉ mát ở Tam Đảo. Hồi đó chiến tranh hay mất điện, máy phát điện là mặt hàng đặc biệt, chỉ được cung cấp cho các cơ sở sản xuất được ưu tiên, cấp cho xí nghiệp in là sai quy định. Vì vậy, cán bộ phó phòng và ông giám đốc xí nghiệp in bị bắt. Điều tra thêm, hai người cùng khai ngoài một ngày nghỉ mát ở Tam Đảo, Tết trước đó, ông giám đốc có quà cho cán bộ phó phòng, 2 con gà, 10 cân gạo nếp, 5 gói chè Thanh Hương, 2 chai rượu lúa mới. Tòa tuyên phạt hai người tội đưa và nhận hối lộ, mỗi người nhận án 7 năm tù. Khi nhắc đến vụ án con gà, cân gạo này, tôi không có ý so sánh vụ việc cụ thể giữa xưa và nay vì bối cảnh các thời kỳ là khác nhau.
mà như nói ở trên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tham nhũng đã biến hình, khoản tiền tham nhũng ngày càng lớn hơn. Thực tế khách quan này đòi hỏi cuộc chiến phòng chống tham nhũng phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng với những giải pháp ngày càng mạnh mẽ, đồng bộ. Với những giải pháp ngày càng mạnh mẽ, đồng bộ hơn. Chúng ta phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng và một cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sửa luật đất đai mà cũng vận hành như luật khám chữa bệnh thì vất vả lắm. Quý vị thân mến, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất trong năm 2023 là sửa luật đất đai. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sốt ruột khi việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật này vẫn im lìm, trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải chủ động kéo dài thời gian đến ngày 15 tháng 3, Chính phủ chỉ đề nghị đến hết tháng 2 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội nói, sửa luật đất đai mà cũng vận hành như luật khám chữa bệnh thì vất vả lắm vì luật này khó hơn nhiều. Vậy nút thắt thể chế là gì? Chính sách hiện nay sơ hở cái gì? Nhìn lại cả quá trình xây dựng luật khám chữa bệnh sửa đổi, ông Vương Đình Huệ nhiều lần nhắc đến hai từ vất vả. Công tác chuẩn bị luật khám chữa bệnh sửa đổi thế nào, tại sao vất vả thế? Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội không sắn tay vào thì làm sao mà trình Quốc hội thông qua được? Thế cái gì cần rút kinh nghiệm ở đây? Vào thời điểm cốt tử mà Hội đồng Y khoa Quốc gia 4 cấp thành 3 tuyến khám chữa bệnh rồi tự chủ bệnh viện vẫn ngổn ngang, cần nghiêm túc nhìn nhận xem Chính phủ đã đầu tư công sức chuẩn bị luật đầy đủ chưa? Ông Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị nội dung, tiến độ công việc, thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu, việc đầu tư công sức, quy trình công việc của các cơ quan đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, đề kỳ họp diễn ra hiệu quả, đạt chất lượng cao. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kinh nghiệm từ việc chuẩn bị này là rất cần thiết trong việc triển khai công việc quan trọng sắp tới, nhất là đối với việc xem xét cho ý kiến về dự án luật đất đai. Nêu rõ tình trạng chậm tài liệu trước các kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các phiên họp của Chính phủ về xây dựng luật và những vấn đề quan trọng của đất nước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cần bố trí nhiều thời gian hơn để Chính phủ thảo luận thấu đáo kỹ lưỡng hơn. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cần có quy chế mời ủy ban phụ trách và đại diện Văn phòng Quốc hội tham gia các phiên họp xây dựng pháp luật của Chính phủ các bộ ngành. Ông Trần Quang Phương cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội cần kiên quyết hơn trong việc tiếp cận tài liệu. Bị khởi tố tội tham ô, hai cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng đối diện mức án nào? Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Quang Huy, 34 tuổi, trưởng phòng kế hoạch tài chính trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng và Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, thủ quỹ nhà trường bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản vào ngày 9 tháng 2. Nhận định, mức án của các bị can, luật sư Nguyễn Sương, công ty luật FDVN, Đoàn luật sư Đà Nẵng cho rằng hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý, trị giá từ 2 triệu đồng trở lên đã có dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thông tin ban đầu, số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng. Với mức tiền tham ô này, khung hình phạt cao nhất có thể là 20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình, theo điểm A khoản 4 Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, các đối tượng còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần làm rõ những lần rút tiền của các đối tượng, cụ thể thời điểm rút tiền, thủ tục rút tiền và số tiền được chuyển cho ai, sử dụng mục đích gì. Theo hướng dẫn tại nghị quyết số 3, trường hợp các đối tượng sử dụng tài sản do tham ô mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền quy định tại Điều 324 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền. Bên cạnh đó, nguyên nhân, điều kiện phạm tội, mối quan hệ và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong vụ án này cũng cần được làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm. Về việc ký xét chống của ông Đoàn Quang Vinh, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, luật sư Nguyễn Sương nhận định việc lập và ký phát xét đã được quy định cụ thể tại thông tư 22. Về nguyên tắc, nếu xét không có chữ ký của người đại diện hợp pháp thì kế toán thủ quỹ không thể sử dụng xét để rút tiền. Ông Đoàn Quang Vinh phải có trách nhiệm trong sự việc này. Tuy nhiên, ông Vinh có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào các tình tiết, tài liệu, chứng cứ khác có trong vụ án để xem ông Vinh có vai trò đồng phạm hoặc có các sai phạm cụ thể ra sao. Nếu ông Vinh không biết hành vi của các đối tượng nhưng vì thiếu trách nhiệm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, tạo ra sơ hở, điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại đến tài sản nhà trường,
Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tội này có mức hình phạt cao nhất là 12 năm tù giam và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Luật sư Nguyễn Sương cũng kiến nghị hành vi của các đối tượng và trách nhiệm các cá nhân tổ chức có liên quan cần được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và có phương thức xử lý đúng đắn, phù hợp, mang tính răn đe. Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức, pháp nhân cần tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với công tác tài chính, có cơ chế giám sát hiệu quả để việc thu và sử dụng tài chính đúng mục đích, kế hoạch.